Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Này chúng tôi đứng ở đây là cái chỗ này vẫn thuộc xã Đá Bạc à? Dạ, đó bạn. Đây là xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha quý vị. Phía này là đường này đi về chỗ ngã ba Cô Đơn, ra với quốc lộ 56. Còn cái đường này đi thẳng về phía này là ngã 6, à quên, là cái chỗ đường 765, chỗ cổng khu công nghiệp Đá Bạc. Bảy cổng khu công nghiệp Đá Bạc thì đây cách đấy khoảng hơn 500 m, 500 m. Chỗ này có 3 lô đất bán nha quý vị. Lô đất này là phân lô để làm nhà vườn nghỉ dưỡng được. Cái danh lô đất thì bắt đầu từ cái hàng 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 cột bê tông này kéo dịch về phía này. Danh lô đất là đến cái cột bê tông chỗ này. Thì họ tách cái lô đất này ra thành 3 lô, mỗi lô là 10 m ngang. Một lô này ở đây là 10 m này, một lô tiếp theo 10 m này, một lô cuối cùng là 8 m. Chiều sâu là 50 m nha quý vị. 10 nhân 50 là 500 m vuông, có 100 m đất ở. Thì họ bán là cho phép đặt cọc và 2 tháng công chứng. Ai mà muốn mua đầu tư để lướt sóng trong 2 tháng mà bán được thì cũng ok. Còn là muốn mua làm một cái nhà vườn nghỉ dưỡng thì ok, đường nhựa rồi điện ba pha rồi khu dân cư đầy đủ đây. Điện nước đầy đủ, điện nước máy đầy đủ. Ở đây ấy thì là một khu vực khá cao. Đi qua mấy cái đường phía đằng sau kia thì nó chập trùng, nó cao lên cao xuống thấp. Nó cái hồ Đá Bàng thì ở phía này, tức là tương đối mát mẻ. Đây cũng gần hồ thôi, nhưng mà ở đây thì chưa không nhìn thấy hồ. Đường xá thì ok, rộng rãi thoải mái, đường nhựa, điện đóm, nước nôi đầy đủ, khu dân cư các thứ ngon lành. Thì một lô đất là 10 nhân 50 là 500 mét vuông, 100 thổ cư, giá bán 1 tỷ 3. Đó, 1 tỷ 3 thì bớt lọc, bớt giấy tờ thì đó. Thì nếu ai muốn làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì cũng khá ok, đặc biệt ví dụ lô 8 mét này. 8 mét là vẫn xây được tiểu biệt thự thì sâu 50, 85, 40, 400 mét vuông. Giá bán là 83 24 là 1 tỷ 0 à 1 tỷ 83 24 là 1 tỷ 040 triệu đó. Được tỷ 140 triệu, có 100 thổ cư nha quý vị. Đây, các cái cột mốc thì cắm ra đây hết rồi. Ngày xưa cái lô đất này người ta mua tóp hậu, nhưng mà sau này người ta cắt vuông hết, bỏ phần tóp hậu đi rồi. Cái đấy là việc người ta điều chỉnh sổ. Có sơ đồ, có vị trí. Quý vị cần thì chúng tôi sẽ gửi thông tin qua Zalo cho quý vị. Ai mua để dành cho con cái ở, hoặc mua về đây làm một cái biệt thự nhà vườn. Các thứ khá là ok nha. Diện tích nó cũng vừa phải thôi, giá tiền cũng vừa phải. 500 mét vuông mà có 1 tỷ 3, mà có thổ cư, mà mặt tiền đường nhựa. Ở khu này là Đá Bạc thôi, nhưng mà nó rất là gần bên Bà Rịa, gần giáp với Bà Rịa, giáp với khu Long Phước. Đi từ bên kia quốc lộ 56 là Hòa Long. Thông tin về cơ bản sơ bộ là như vậy. Chúng tôi có sơ đồ đấy, nhưng mà quay video thì nhìn sơ đồ cũng khó. Nên quý vị nào mà quan tâm ấy, chúng tôi sẽ gửi sơ đồ qua Zalo. Chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác, quý vị nào có nhu cầu thì để lại số điện thoại chúng tôi tư vấn, hoặc là gọi cho chúng tôi nha. Nếu được thì quý vị bấm đăng ký kênh thì sẽ cập nhật được nhiều thông tin các cái sản phẩm bất động sản mới. Thì bất động sản Thiện Nhân xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau.